rất là xinh đẹp đó mọi người ơi. Trời ơi, xuất sắc. Trời, chỗ đang khoe kìa. Sao biết luôn hả? Đẹp nè Miu, đẹp nè, đẹp nè. Không, cho MV này nhìn rất là Miu Lê nha. Vì mẹ anh bắt chia tay. Hello. Vâng. Cam. Dương ơi, lên xe. Lên xe. Lên xe. Trời ơi, nó hẹn ngay cái ngày tao bệnh. Nó tự tiện quá, người ta chưa cho lên mà. Làm ơn đi. Trời ơi, tao đâu mới được chịu dẫn đi chơi mà. Sao trên xe nhiều máy quay vậy? Này quay mày, này quay tao, này quay chúng ta. Cũng xin là nhờ xem MV đi. Bài mới phải không? Are you ready? Yeah. Rồi, ba vấn đề. Hỏi liền đi. Bảo luôn. Chị cho em coi, coi liền đi. Coi nha. Rồi, vô. Wow. Miu Lê nè, đó. Trời ơi, dễ thương. Rất là xinh đẹp đó mọi người ơi. Trời, cháu đang khoe kìa. Cháu đang khoe. Cháu đang khoe là diễn viên chính hả chị? Hủ tiếu gõ. Hủ tiếu gõ. Là diễn viên chính. Ồ, mày là chị hát bên Caric hả? Caric hả? Caric luôn hả? Kết hợp Caric luôn. Một sự kết hợp hoàn hảo ạ. Ê, em hợp Caric nha. Nhưng mà chị với anh Caric là sao? Mày coi. On me, bop bop. Nhạc đã rồi. Love Hospital hả? Trời ơi, chị Miu Lê nè. Mẹ của anh bắt anh phải chia tay. Bài tên là Anh Rất Tốt Thế Nhưng hả chị? Thôi mệt quá đi. Vì mẹ anh bắt chia tay. Mẹ ai chị? Mẹ anh là mẹ gì anh Rick á. Cái này là câu chuyện có thật hay sao? Hồi nãy cái... Ồ, xinh nha. Có họa đẹp nè. Thư đó. Có vẻ ma mị. Thư quay đúng không? Đạo diễn tên Hoàng Thư. Thư hả? Thư làm make up cũng rất đẹp. Trời ơi, bà vẽ cái chân mày như con phượng hoàng lửa vậy trời. Em sẽ ghé đám cưới anh hả? Ừ, bà trời nói ơi. Bà nói lời này chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Caric, Caric, Caric. Trời ơi, xuất sắc. Cứ tới Caric là xuất sắc. Xét đẹp quá à. Không. Xét rất đẹp chị. Đẹp quá em ơi. Đẹp hả? Đẹp nè Miu, đẹp nè, đẹp nè. Là nhan sắc đẹp hay là xét đẹp? Cái bé đầu không biết trả lời sao cho bớt mắc lòng nữa. Ủa chị bị điên đúng không? Cái em tin là chị bị điên cho người ta đè chị xuống hả? Đúng không? Xác hả? Cái từ điên của em rất ác. Cái miệng em thốt ra cái từ điên nghe nó ác lắm. Trời ơi! Nhưng mà nói đây, em fan Caric không? Chứ nãy giờ là chị thấy là... Miu, em fan của chị. Đẹp gái. Ê, đẹp nha. Không, cho MV này nhìn rất là Miu Lê nha. MV này cái yếu tố mỹ thuật màu sắc giả mang chị á. Trời ơi, sao dùng từ hoa mỹ quá, yếu tố thì mỹ thuật đó, anh rồi. Nhân ở đây nói, em bắt chước thôi à. Chứ không, em đâu hiểu gì lắm đâu. Ồ, cái set đồ đen đẹp nè Miu. Ê, cái set này đẹp quá. Xịn quá. Anh coi cho nổi da gà luôn á. Tự nhiên cái, anh chỉ coi em như em gái. Sao anh coi, lại coi em là em gái cơ? Ừ, vô duyên lắm, đàn ông không hiểu đâu. Xin lỗi những gì đã hứa. Em xin tiếc thế nhân. Có cái chị nào cái miệng bầm bầm rồi chị ngồi chị hỏi nó. Mà chị khó bí ẩn quá nè. Rồi xô, bà ta bà phá đám cưới người ta trời ơi. Nữ diễn viên quậy, nữ ca sĩ quậy đục nước nha. Phá làng phá xóm, quậy banh lên cái đám cưới. Ủa đám cưới chị có 6 người vậy chị? Đám cưới gì mời có 9 khách vậy trời? Không, tao quay ngay cái giai đoạn mà đám cưới chỉ được 10 người đó. Anh có cảm giác giống như là em là cái hồn ma em vất vưởng quay lại em ám ảnh cái cuộc đời anh này. Hãy xôm tôm nha anh. Ê, em rất hợp với Caric luôn á. Chị thấy là cái lúc mà Rick xuất hiện là em la mà bể thanh quản đó. Không phải tại vì, không tại vì khúc đó rap thì nó vô á chị. Nó vô đúng không? Nó vô. Hay là Rick vô? Dạ không, cả hai người có một cái sự gì đó nó rất là hòa hợp. Nó rất là hợp luôn. Ê cái đoạn chị ném hoa xuống dưới xịn quá à. Em thấy hình ảnh luôn quá đẹp. Không mà em thấy set nào cũng đẹp. Thời trang đẹp. Bài hát thì em thuộc rồi, em thấy bắt tai. Đi đây với anh, để đường gặp vui hơn. Thích không? Thích sản phẩm này không? Thích hả mày? Giờ che camera lại nè. Rồi không quay nữa đâu, nói thiệt ra. Hết đúng với lại những cái gì mà phù hợp với mày. Đẹp tuyệt vời, trời ơi, bài hát sẽ gọi là... Em cảm thấy rất là vui tại vì mọi người chưa ai nghe, em được nghe đầu tiên. Đầu tiên. Trời ơi, thích quá à. Đây là một trong những cái sản phẩm mà tao thấy đột phá nhất của mày từ trước tới giờ em yêu. Tao cũng thấy vậy á. Ừ. Nó bước ra ngoài khỏi cái vùng an toàn á. 13 tháng 6 ra MV. Em chúc cho MV của chị sẽ đạt được thật là nhiều thành tựu mới. Chị có món quà dành tặng cho Ali. Trời ơi, tặng cái gì vậy? Cái gì nó ghê vậy? Ủa? Hello, ta-da!
Trời đó, coi cái gì vậy? Cắt xe hôm nay nha. Rồi cầm đi, cắt xe, không có tiền bạc gì đâu. Chờ xíu nha, mày dằn lên bụng tao đi. Nè dằn. Trời ơi, nó làm thiệt luôn hết trời. Đây là món quà mình xin dành tặng cho Trúc Nhân. Cắt xe ngày hôm nay của Vân là dưa hấu nha mọi người. Quy hòa vô cùng luôn à. Mọi người nha, sau này Miu Lê mà có mời mọi người làm chương trình hay gì á thì chắc không đến nổi trái chuối đâu, nãy chuối đâu à, chắc cũng được trái bưởi hay là trái dưa hấu ha. Em mong cho hả MV của chị ra hả cũng tròn đầy như trái bí đỏ này nha, ngọt ngào nha, được khán giả yêu thương thật là nhiều. Nghe nè, mừng nha, yêu. Cái này là nó đâu có lấy tiếng đâu phải không? Ông cái nè. Rồi ơi, đi quay đi nha, đi tốt nha, chuẩn bị em xui nha. Ừ rồi.